Yo, hello nha, chào mọi người nha, quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Xin anh em game hay tài đại chiến mình đây, từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chứ vào video cho anh em xem video và like, share kênh cũng phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi random mảnh L1, L2 anh em nhé. Ở con nạc server 27 của tôi, ngoài ra thì cũng sẽ có rốt quả vui chơi sự kiện các kiểu anh em. Thông báo nhẹ nhẹ nhé, đây tôi thấy bữa nay rất nhiều bạn đang giao bán này. Bán code giá chỉ 20k Zalo các kiểu, anh em chả biết lừa đảo hay không, mất công bị lừa đảo anh em nhé. Bên kênh thì đang có sự kiện tặng code 20 tháng 10 đó, anh em chưa tham gia thì click vào trong kênh xem video và tham gia nhé. Chứ chiều nay tôi sẽ công bố rồi. Rồi anh em nhanh tay, không tí tôi công bố rồi thì lại không tham gia thì lại chậm tay, lại không có phần. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi hốt quà anh em. Hiện tại thì có quà ấy thôi anh em, quà là phần mốc livestream và quà dự đoán vòng đấu anh em. Hai quà này tôi chưa nhận, giờ thì tranh thủ nhận về cho nạc lại anh em. Rồi, hốt quà thôi. Ok, hốt quà xong rồi, bắt đầu nâng cấp anh em. Để xem nào. Chúng ta đi mở form đây anh em. Mở form ra. Ok. Xem nào. Ok, hôm nay thì sẽ mở nó hết AL1, AL2 trong này nha anh em nhé. Ok, 3 form dư trước này. Lee Jin. Sanji à? Sanji tiếp đi. Chua trẻ em. Reru. Uầy, được anh em, gọi là quả này được này, Reru. Lami. Chuẩn. Ở đây thì cũng được các bạn. Bên này thì mong rằng Jakarta nhé. Một Kata thôi ạ, hơi đen anh em. A Lee Jin hoặc là Zero anh em, mong rằng sẽ được hai trò đấy. Đây anh ba cũng được. Ừ, hai anh ba. Được đi, cứ chuẩn bị sẵn anh em, sao lần là vừa. Kata là Chopper. Luffy sắp mặt cũng được. Đẹp thế nhờ. Chúng ta xem nào. Ok, tạm thời sương sương thì ra anh em. Rồi. Có 10 thùng bia. Quệ luôn các bạn. Tầm này thì suy nghĩ nhiều gì cho nó mệt người ra. Luôn. Ui, sợ được Bocadia ấy, sợ các bạn. Nhặt về cho nó vui vậy. Ok, quà nào. Là một dương non công nghệ. 3 thuyền viên sở hữu ghe 2. Ai chà, cũng càng đấy. Quà. Rồi. Ok, đây anh em, anh ba giờ là 3.3 này. Đó, mang nguyên quả đồ các kiểu anh em. Đấy, ngon cơm. Còn dư điểm nha, giờ tôi lâng lên anh em, có 3 mét thôi, 3 mét để lâng chân sau. Trước tiên chúng ta đi lâng cấp cho chị Đại ấy đi. Chị Đại Lami anh em. Đấy, có thêm form nữa các bạn, chả tội gì. Lên nào, E2. Để thiếu form các bạn, thì nó lên được, vẫn lên thôi. Rồi, tạm thời E2 cũng được. Rồi. Chúng đây xem nào. Luffy sắp mặt. E2 cũng được, E2 anh em đang pull mới được E2. Kata là được bao nhiêu? Kata cũng chưa ăn thua anh em, được 9 form. 9 form thì nguyên lên được E2 thôi à, toàn E2 các bạn, chưa ăn thua. Được cái tôi mới lên anh 3 nên được E2 anh em, giờ đi test thử xem nào. Nên được cho mạnh E2 xem đánh đến đâu anh em. Zelay, Usopp, Ba, Arila, Zoboza, Lami. Đi thử này chưa anh em, xong đổi team lại sau. Đó, đi thử này chưa anh em, xong đổi team lại sau. Ôi giời ơi, lên như này mà anh Ba lại vào đá sau thì không ăn thua các bạn. Có phải nên đá đầu tiên chứ, như này không ăn thua rồi. Ôi giời ơi. Chiến nào. Bật ra, sâu đen ra chứa anh em. Đó, giờ đưa qua nhé xem sao. Úi dồi, cố lên. Ô già, đúng rồi. Sâu đen đâu. Rồi. Đấy, chuẩn tim anh em. Ngon cơm ngay, mất công nâng cấp mà các bạn. Khỏe re. Quá ok luôn nha. Lại bảo thua đã đi.
Thua sao được. Ok, 832. Tiếp nào. Tiếp tục các bạn. Mất công ăn học mấy ngày hôm nay. Rồi. Dầu đen, tuyệt vời. Úi giời, đúng bài luôn các bạn. Đúng bài luôn ạ. Quá đúng bài luôn các bạn. Win rồi, nhìn này là thấy rồi anh em, win rồi, lại qua mát tiếp. Ngon cơm. Ngon lành luôn. 833, tiếp tục các bạn. Xem này nào, đậu đến đâu anh em. Rồi, úi sốc cưng bạn đi. Tuyệt vời. À đâu, lỗ cứ thông tiền, chuẩn. Úi giời. Có lên nào, có lên nào. Rồi, đúng rồi. Win rồi, vẫn win các bạn, vẫn qua màn. Nhìn thế này thấy rồi anh em, kiểu gì kiểu cũng qua màn thôi. Win rồi, chắc cũ luôn. Tiếp tục. Lên tiếp các bạn. Úi giời. Hôm nay đeo map ngon cơm luôn ạ. Đúng rồi, hóa được ba cháu rồi anh em. Úi giời. Đừng để bị hóa đá được, đúng rồi, lỗ cứ xuống thiên anh ba. Đúng rồi. Úi giời. Êm thế nhờ. Nèo tầng đậu nó cứ phải như này, phải là fail anh em. Anh ba về cái nó khác hẳn ngay anh em. Đến gây hai cái nó khác hẳn ngay. Đá một phát vào phát đá là đá nguyên tem anh em. Không cần nộ cứ trung thiên thì cũng cả tội bạn bị dính bốc cháy rồi. Úi giời. Có ăn được không? Nhắm ăn được không? Giờ còn ba cháu nào. Là nên u sốc cứng bắn nào. Rồi. Dầu đen. Kết thúc trận đấu. Ô ô. Ô ra đâu. Ơ ừ. Toàn thế nhờ. Ô ra này hia cùng luôn anh em. Cố gắng nào. Ô ra đi thấy chứ. Ui trận này thì win rồi anh em. Nhìn này win rồi. Nhìn thế này thấy win rồi các bạn. Thế này thì win ở đâu nữa. Có anh phát hóa đá cả tem bạn ấy thì win ngay còn đâu nữa anh em. 836 nào. Tiếp tục anh em. Phê mỹ mãn. Cảm giác ôi thật là phê anh em. Đúng bài ấy. Cảm giác đúng bài các bạn. Úi giời, thế này thì vẫn win chán. Thế này thì vẫn win. Úi giời, toang sao lỗi các bạn. Toang sao lỗi. Nào, hai chopper lên đi. Lên được toang luôn. Rồi, cháu thứ hai nữa. Xong. Có chứ ngủ mà. Chứ ngủ mà. Úi giời ơi. Ok, quét nào. Giờ không đánh đi anh em, chúng ta quét nha. Xem nào, lên được bao nhiêu. 39, 40, 41, 42, 43. Đủ hôm nay làm luôn 20 tầng anh em. Ở đây rồi anh em, bị dừng lại rồi. Cà rốt, lại ngày mai quay lại đánh tiếp. Nào vào tấn công anh em. Mất công nào, vào đây tấn công cái. Rồi. Rồi hồi nãy thì hóa đá chuẩn anh em, giờ thì hóa đá bao chuẩn luôn. Ô kìa. Úi giời ơi, giờ thì hóa đá chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Ơ. Vô lý. Lại các bạn. Được pha hóa đá đẹp thế mà. Thôi đấy, quả này hóa đá thì toang rồi anh em. Pha lấy vừa này hóa đá đẹp thế mà. Bên đội bạn dư hẳn 2 Usopp với đầu. Hè cay thế nhờ. Quái nào pha cuối này này toang cùng nhau thế này. Cố gắng làm lại nào. Cố gắng làm lại nào anh em. Dầu đen cố gắng ulti đi, đúng rồi. Cố gắng dầu đen ulti đi, đúng rồi. Dầu đen đâu? Ấy, đúng rồi. Cứ bỏ đi các bạn, qua đậu đôi nè. Qua đậu đôi xem sao anh em. Ok, giờ thì qua đậu đôi nha. Tem đầu tiên này. Anh ba đi thì với này anh ba đi với Lamy đi. Bên này đi Lamy anh em. Aguichi với cả dầu đen. Rồi, phía dưới anh em. Phía dưới Zelay. No này, đủ của Lamingo này. Đây, dầu đen. Ok, đi tạm hai tem này đi. Rồi. Tấn công phát anh em. Đấy, hết đậu đơn thì qua đậu đôi các bạn.
lâu lắm rồi ông đi xem như nào, tình hình cả team ra sao anh em. Đấy, chém nó mượt thế mà cứ đùa các bạn. Rồi u sốc cơ bán bạn luôn, nghe vẫn toàn thế nhở. Úi trời, anh bàn đã đau thế, đau thế nhở. Cố lên nào. Úi giời, win. Rồi, trận tiếp theo anh em. Là trận tiếp theo ăn được không? Rồi, Rumber Room căn phòng. Trận này vẫn hơi toang anh em. Trận 2 nghe hơi toang nha. Nhưng mà cố gắng. Tất cả là sự cố gắng. Đúng rồi. Ôi, anh bô anh đẩy quả lấy là nhìn trông cũng được của nó đấy anh em. Mất công nãy giờ lo lên Rumber nãy giờ các bạn. Đấy, bù lại đâu chút phần nào. Quá ok luôn. Úi xời, anh bô đây nữa thì chắc là toang luôn các bạn. Xong, win. Xem nào, ai là đám chính các bạn xem nào. Úi xời, bô và đô Flamingo à. Được. Đấy, ngon ngay anh em. Xem nào, đây được mấy tầng. Đấy, hôm nay đi quét bạn, tích bao ngày rồi, hôm nay đi quét thôi. Lên được mấy tầng đây. Ở trên nghe chừng vẫn hơi yếu nhờ. Đồ ăn đây luôn anh em, đó. Cũng không được hả? À? Cho bố già lên trên rồi cũng không được à? Được chưa? Rồi, win ngay các bạn, thay đổi vị trí các là win ngay gì đâu mà. Win chưa? Win luôn. Win chưa? Vẫn không win. Ok thôi, hôm nay thì đi cũng sương sương thôi các bạn nhé. Ở clip tôi xin phép thúc anh em like, hẹn gặp mọi người clip theo. Cảm ơn mọi video kênh Tiểu Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye.